Thức ăn được nghiền nát bởi răng và làm tăng diện tích tiếp xúc với enzyme. Trong nước bọt chứa enzyme amylase bắt đầu phân giải tinh bột thành maltose và dextrin, nước bọt cũng giúp làm mềm thức ăn dễ dàng nuốt hơn. Thức ăn được đưa vào họng và sau khi nuốt nó đi qua thực quản sử dụng sự co bóp sóng để di chuyển thức ăn xuống dạ dày mất khoảng 5 đến 10 giây. Cơ dạ dày co bóp và trộn thức ăn với dịch vị. Dịch vị tạo nên môi trường axit giúp tiêu diệt vi khuẩn và kích hoạt enzyme được chuyển thành pepsin trong môi trường axit. Enzyme này bắt đầu phân giải protein thành polypeptide. Thức ăn ở lại dạ dày từ 2 đến 4 giờ. Axit trong dạ dày chủ yếu là axit chlorhydric, là một thành phần quan trọng trong dịch vị dạ dày, được tiết ra từ các tế bào chính trong niêm mạc dạ dày có pH rất thấp, khoảng 1 đến 3 từ môi trường tạo axit. Thức ăn ở lại dạ dày từ 2 đến 4 giờ được biến đổi thành cam. Cam được chuyển đến ruột non qua cơ vòng pyloric. Từ gan được lưu trữ trong túi mật giúp nhũ hóa chất béo, tạo điều kiện cho enzyme lipase tiêu hóa chúng, tiếp tục phân giải carbohydrate, phân giải lipid thành axit béo và glycerol, tiêu hóa protein thành peptide và amino acid. Các cấu trúc này trên bề mặt ruột non tăng diện tích bề mặt giúp hấp thu dưỡng chất hiệu quả hơn. Dưỡng chất được hấp thụ vào mạch máu và bạch huyết. Các chất không tiêu hóa như chất xơ, nước sẽ di chuyển vào ruột già. Ruột già hấp thu khoảng 90% nước giúp cô đặc chất thải. Vi khuẩn trong ruột già giúp phân giải một số chất còn lại, sản xuất vitamin K và một số vitamin nhóm B. Khi ruột già đầy, tín hiệu được gửi đến não, gây cảm giác cần phải đi vệ sinh. Cơ vòng hậu môn mở ra để thải phân ra ngoài cơ thể. Khi hệ tiêu hóa có sự hiện diện của vi khuẩn có hại, nó có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe. Vì vậy mà probiotics và prebiotics rất tốt cho hệ tiêu hóa của chúng ta trong việc bảo vệ và tiêu diệt vi khuẩn. Ngoài ra, chúng còn có rất nhiều lợi ích, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem. Probiotics là vi khuẩn sống có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là cho hệ tiêu hóa, với các loại vi khuẩn nấm men được biết đến là có lợi ích cho sức khỏe. Nó giúp cân bằng vi sinh, phục hồi và duy trì sự cân bằng của vi khuẩn trong đường ruột, ức chế sự phát triển vi khuẩn có hại. Chúng cạnh tranh với vi khuẩn gây hại về mặt không gian và nguồn dinh dưỡng, ngăn cản sự sinh sản của vi khuẩn xấu. Probiotics lên men chất xơ, prebiotics để sản xuất ra axit béo chuỗi ngắn có tác dụng chống viêm và cải thiện sức khỏe niêm mạc ruột, giúp củng cố hàng rào ruột, ngăn cản các chất độc và vi khuẩn xâm nhập vào máu. Tiêu thụ men vi sinh có thể làm tăng mức độ vi khuẩn có lợi trong đường tiêu hóa. Vi khuẩn có lợi lên men không tiêu hóa thành carbohydrate, tạo ra axit béo chuỗi ngắn. Các axit này làm giảm độ pH của ruột, khiến vi khuẩn có thể gây bệnh trở nên không thích hợp. Probiotics cũng giúp duy trì niêm mạc ruột khỏe mạnh, niêm mạc lót bên trong ruột và đóng vai trò là rào cản thiết yếu giữa môi trường bên ngoài và hệ thống miễn dịch. Cụ thể rằng probiotics sẽ giúp sửa chữa các niêm mạc bị phá hủy bằng cách kích thích tái tạo tế bào biểu mô. Chúng cũng có thể làm giảm tình trạng viêm ở ruột bằng cách chống lại tác dụng của các cytokine gây viêm và bằng cách tăng sản xuất các cytokine chống viêm. Hơn thế nữa, lợi ích của probiotics giúp ngăn chặn những vi khuẩn có hại. Việc xâm chiếm đường tiêu hóa và có lẽ quan trọng nhất là bằng chứng lâm sàng gần đây cho thấy việc tiêu thụ men vi sinh có thể làm giảm khả năng mắc một số bệnh. Prebiotics là các chất xơ không tiêu hóa được, chủ yếu là giúp nuôi dưỡng và kích thích sự phát triển của các vi khuẩn có lợi trong ruột. Chúng hoạt động bằng cách đi qua dạ dày và ruột non mà không bị phân giải, sau đó đến ruột già nơi vi khuẩn sử dụng chúng làm nguồn năng lượng. Sự phát triển của vi khuẩn có lợi này có thể cải thiện sức khỏe đường ruột, tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ quá trình hấp thụ dưỡng chất. Vì thế mà hôm nay em xin giới thiệu cho cả nhà em sản phẩm có thể điều trị về những vấn đề tiêu hóa. Bột chất xơ hữu cơ kết hợp với enzyme và prebiotics được chứng nhận hữu cơ USDA thuần chay. Chất xơ, fiber và inulin từ hỗn hợp thực vật hữu cơ không chứa đường, với thành phần enzyme alpha-galactosidase hỗ trợ cho cơ thể hấp thụ protein, đường glucose, đường sữa lactose, ngăn ngừa đầy hơi và điều trị đau dạ dày, cung cấp chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Chất xơ không hòa tan sẽ không bị phá vỡ bởi vi khuẩn đường ruột và không hấp thụ vào máu, do đó chúng không bị hòa tan trong hệ tiêu hóa mà kết nạp cùng chất thải từ thực phẩm được tiêu thụ, làm tăng khối lượng sản phẩm dư thừa trong hệ tiêu hóa, giúp đi đại tiện đều đặn hơn, ngăn ngừa táo bón và làm sạch sẽ hệ thống tiêu hóa. Chất xơ hòa tan có khả năng hòa tan trong nước và lên men tại ruột kết. Tại ruột kết, chất xơ hòa tan và inulin trở thành lương thực nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, giúp tăng cường sức mạnh và số lượng lợi khuẩn, từ đó góp phần hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa. Đồng thời tan trong nước, hấp thụ nước và trở nên mềm, hình thành dạng gel gắn kết với phân, giúp phân mềm hơn để phân di dễ dàng trong hệ tiêu hóa và cũng tạo ra độ kết dính trong phân, từ đó ngăn ngừa táo bón, tiêu chảy, ruột kích thích đại tràng, chướng bụng và khó tiêu. Người lớn dùng 1/2 đến 1 muỗng đông có sẵn trong túi, trẻ em từ 6 tháng tuổi dùng một lượng nhỏ bằng hạt đậu đỏ mỗi ngày như một cách bổ sung chất xơ thực vật. Hai em sản phẩm bột inulin hữu cơ lọ 227g và lọ 454g được
chứng nhận hữu cơ USDA, trẻ em từ 6 tháng tuổi đã dùng được bột inulin. Inulin trở thành thức ăn cho hệ vi khuẩn ở ruột, giúp chúng lớn lên và phân chia. Những loại vi khuẩn này sẽ được thực hiện công việc phân hủy chất thải, làm mềm phân, tăng khả năng hoạt động của ruột để giúp chúng ta đi ngoài dễ dàng hơn, tránh mắt chúng ta bón. Tham gia vào quá trình loại bỏ các gốc tự do, các chất có hại trong thức ăn ra khỏi cơ thể. Ngoài ra còn giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn có hại trong ruột già. Do đó, inulin cũng giúp ngăn ngừa vấn đề nhiễm trùng đường tiêu hóa, tái sinh các vi nhung mao trong lòng ruột và cân bằng vi khuẩn đường ruột, giúp kích thích hoạt động của ruột già, tăng tần suất bài tiết. Nhờ vào việc tăng cường khả năng tiêu hóa và tính chất nhuận tràng sẽ giúp cho cả trẻ em và người lớn tránh khỏi tình trạng táo bón kéo dài. Men vi sinh dạng bột tốt nhất tại Mỹ có hai loại, loại cho trẻ em từ 6 đến 12 tháng tuổi và 1 đến 4 tuổi. Đây là công thức hoàn hảo cho từng giai đoạn của bé. Loại cho bé từ 6 đến 12 tháng tuổi giúp giảm chứng đau bụng, trào ngược tiêu chảy, chống nhiễm trùng đường ruột, nhiễm trùng huyết, rút ngắn thời gian bị bệnh, tiêu hóa được chất xơ có trong gạo, lúa mì, các loại rau củ và protein để bé dễ dàng tiêu hóa được thức ăn đặc. Chống lại độc tố khuẩn E. coli có trong nước thực phẩm, tăng cường đề kháng với bệnh tiêu chảy cấp do nhiễm E. coli. Loại cho bé từ 1 đến 4 tuổi giúp củng cố lại chủng Lactobacillus caseri cho bé, vì sau 1 tuổi bé đã giãn dùng sữa mẹ nên sẽ có nguy cơ thiếu hụt chủng. Nó giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa thực phẩm trong dạ dày và đường ruột nhanh hơn, có khả năng ức chế cho sự hình thành mầm bệnh, tăng cường chuyển hóa dinh dưỡng giúp bé hấp thụ tốt dinh dưỡng khi bước sang giai đoạn ăn uống đa dạng. Women's Probiotics viên bổ sung 120 tỷ lợi khuẩn âm đạo tiêu hóa miễn dịch và 13 loại enzyme tiêu hóa. Hỗ trợ sức khỏe đường ruột với 8 chủng lợi khuẩn thân thiện nhất với đường ruột, hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa, ngăn ngừa và giảm các bệnh lý tiêu hóa, cung cấp 13 loại enzyme tiêu hóa, hỗ trợ hệ tiêu hóa toàn diện, giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn trong hệ tiêu hóa. Ngoài hỗ trợ cho hệ tiêu hóa, sản phẩm còn cung cấp 9 chủng lợi khuẩn cư trú tại âm đạo của phụ nữ, giúp tiêu diệt vi khuẩn gây hại, nấm, nấm candida, cân bằng lại hệ sinh thái âm đạo và giải độc đường tiết niệu.